Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vị thế khuynh loát của Bộ Công an hiện nay. Ngày 13 tháng 7, luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận trên Facebook cá nhân rằng Bộ trưởng Bộ Công an đã công khai điều hành chính phủ. Thời báo chấm đề trích giới thiệu bài viết đến quý khán thính giả nội dung như sau. Ngày 10 tháng 7, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin đầy bất thường về việc ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 613 quyết định Thủ tướng phân công ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Chính phủ làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. Hình ảnh status trên trang cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh. Cụ thể, ông Lương Tam Quang làm việc về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương, hành chính và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn. Đọc danh mục liệt kê những công việc thuộc thẩm quyền mới giao cho ông Lương Tam Quang, công chúng không thể táo hỏa tự hỏi tại sao ông Lương Tam Quang lại có thể được giao vai trò như Thủ tướng Chính phủ và vai trò Bộ trưởng một loạt bộ gồm Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ. Chưa đặt ra vấn đề về năng lực của ông ấy, liệu có khả năng kinh bang tế thế để đảm nhiệm vai trò lớn hơn cả một thủ tướng hay không? Mà chỉ cần đặt vấn đề là tương quan quyền lực chính trị đã thấy ngay vị thế khuynh loát tuyệt đối của Bộ Công an trong giai đoạn hiện nay. Về phương diện pháp lý, Bộ Công an vẫn chỉ là một trong các bộ thành viên thuộc chính phủ, đứng đầu là thủ tướng, người lãnh đạo cao nhất. Nhưng trong thực tế, công chúng đều hiểu rằng Bộ Công an có vị trí như là một siêu bộ. Cho đến nay, những ngày gần đây, siêu bộ này đã hoàn toàn khống chế toàn bộ hệ thống quyền lực chính trị, bao gồm cả Bộ Chính trị và các ban đảng trung ương. Hình ảnh nụ cười đắc thắng của Lương Tam Quang. Thế nên để Bộ trưởng Bộ Công an chính thức điều hành trực tiếp chính phủ cùng các bộ thì vẫn cần Thủ tướng ký văn bản quyết định phân công để hợp thức hóa quyền hạn. Đó là lý do Phạm Minh Chính phải múi mặt ký phân công chia sẻ vai trò cho Lương Tam Quang. Trong đó, Lương Tam Quang nắm giữ quyền quản lý, điều hành 5 bộ quan trọng và sặc mùi lợi ích nhất trong chính phủ. Xét về khối lượng công việc, Thủ tướng vốn chỉ là người điều hành chung. Thế nhưng, nếu một người được giao quyền quản lý điều hành trực tiếp 5 bộ trong 5 lĩnh vực khác nhau như ông Lương Tam Quang, thì thật sự ông ấy phải có khả năng thiên tài xuất chúng, ít nhất phải gấp 5 lần ông Thủ tướng. Tất nhiên, ông Lương Tam Quang không cần phải là thiên tài, vì lẽ cái ông ấy cần chỉ là quyền lực để chi phối chính phủ và 5 bộ mà thôi. 5 bộ trưởng vẫn làm công việc chuyên môn của mình và phải báo cáo công việc cho ông Lương Tam Quang là chính. Chính quyền các địa phương cũng vậy, trước đây chịu sự lãnh đạo và báo cáo thủ tướng, nay Lương Tam Quang thay thế vai trò đó. Tóm lại, sau hội nghị trung ương chính, với ý đồ phản công Bộ Công an bất thành của phe Nguyễn Phú Trọng, dẫn đến sự khẳng định uy thế chính trị tuyệt đối của Bộ Công an, đến mức buộc Bộ Chính trị phải ra nghị quyết, yêu cầu Quốc hội phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, cho dù trước đó đã từng loại Lương Tam Quang ra khỏi Bộ Chính trị. Hình ảnh ông Trùm họ Tô. Chỉ một tháng sau đó, ông Lương Tam Quang đã sớm chìa ra những vòi bạch tuộc nhớp nhúa vươn rộng ra ngoài phạm vi của Bộ Công an, đích đến là các bộ ngon ăn trong chính phủ. Qua đó mới thấy sự thâm trầm của các mưu sĩ Bộ Công an đối với cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vì lẽ, sau những bản án xét xử khiếm diện bà Trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, được cho là tiểu tam của Thủ tướng, thì họ đã có thể hạ bệ Phạm Minh Chính dễ như trở bàn tay. Nhưng thay vì hạ bệ, họ khống chế và sai bảo như gia nô để phục vụ lợi ích cho Bộ Công an. Còn Quốc hội, sau những quyết định khởi tố bắt giữ các đại biểu trực tính thường xuyên to mồm nhất như Lưu Bình Nhưỡng và mới đây là Lê Thanh Vân, thì số còn lại đều đã tự giác khớp mõm vì biết rõ thân phận nghị gật của mình. Sau những cơn bão thoáng đạt quyền lực chính trị một cách vô pháp, càng quét từ đảng đến chính quyền, từ Quốc hội đến Chính phủ, từ Trung ương đến địa phương. Lúc này, một cách công khai và chính thức, Bộ trưởng Bộ Công an đang trực tiếp điều hành Chính phủ. Dĩ nhiên trong đó, Lương Tam Quang chỉ là kẻ ủy nhiệm từ ông Trùm họ Tô, người sắp hợp nhất hai ghế Chủ tịch nước và Tổng bí thư không lâu đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Vị thế khuynh loát của Bộ Công an hiện nay. Nhà máy điện gió IALE 1 dân chặn xe đòi đền bù. Ngày 13 tháng 7, AFA tiếng Việt loan tin Gia Lai dân chặn xe chở cánh quạt vào nhà máy điện gió IALE 1 để đòi đền bù.
Theo đó, hàng chục hộ dân xã Ia Lê, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai kéo ra đường, chặn xe tải chở cánh quạt vào nhà máy điện gió Ia Lê 1 để đòi bồi thường vì cho rằng dự án ảnh hưởng đất sản xuất của họ. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn báo Tuổi Trẻ đăng ngày 13 tháng 7 cho biết một người dân nói rằng sở dĩ bà con dừng xe là để yêu cầu chủ đầu tư dự án điện gió phải bồi thường thiệt hại đất sản xuất và tài sản trên đất trong phạm vi hành lang an toàn dự án. Theo người dân này, thời gian qua, việc bồi thường chưa thỏa đáng trong khi dự án hoạt động ảnh hưởng tới sản xuất sinh hoạt của họ. AFA cho biết ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Lê, xác nhận với truyền thông nhà nước rằng trên địa bàn có vụ việc người dân tập trung ra đường chặn đầu xe chở cánh quạt điện gió. Ông Việt nói đang cùng lực lượng chức năng họp bàn phương án giải quyết. Đại diện nhà máy điện gió Ia Lê 1 cho hay các xe tải chở cánh quạt vào dự án để thay thế một cánh quạt bị gãy do sự cố hôm 29 tháng 4 tại trụ tuabin WT4. Về sự cố gãy cánh quạt này, báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 4 cho hay khi trụ tuabin WT4 dừng hoạt động để bảo dưỡng thì thời tiết xấu đột ngột với sấm sét, gió to và dông lốc khiến một cánh quạt va đập mạnh vào thân trụ gãy gập. Rất may sự cố này không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố trên khiến cho người dân có đất canh tác ở quanh trụ điện gió hoang mang, lo lắng. Thực tế, tại hiện trường, những mảnh vỡ kim loại sắc nhọn trọng lượng lên đến 5 kg nằm rải rác trên đất canh tác của người dân. Trở lại với việc bồi thường tại dự án này, AFA dẫn lời giải thích của chủ đầu tư dự án cho biết đây là cái khó chung của nhiều dự án vì chưa có quy định nào về các mức bồi thường, hỗ trợ nên chưa có cơ sở áp dụng. AFA dẫn thông tư tháng 2 năm 2019 của Bộ Công Thương, trong đó quy định về hành lang an toàn điện gió phải nằm cách xa khu dân cư ít nhất 300 mét. Hình ảnh nhà máy điện gió Ia Lê 1, Gia Lai. Tuy nhiên, chưa có quy định hay hướng dẫn về vấn đề bồi thường thiệt hại do người dân sống trong khu vực ảnh hưởng của điện gió. Thời gian qua, doanh nghiệp đã làm việc với 17 hộ dân có nhà rẫy nằm gần phạm vi cánh quạt hoạt động về các phương án bồi thường nhưng người dân không đồng ý. Theo AFA, vào tháng 3 năm 2024, tại buổi làm việc với đoàn công tác chính phủ, ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai cho hay, các phát sinh từ điện gió đang là vấn đề nóng của tỉnh này, được cử tri nhiều lần kiến nghị. Trong đó, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân khi các dự án điện gió đi vào hoạt động, được phản ánh nhiều. Theo ông Đạt, các dự án sử dụng công nghệ khác nhau nên độ ồn cũng khác nhau. Có dự án cách xa trụ điện 300m vẫn nghe thấy tiếng ồn. Do đó, ông Đạt kiến nghị Chính phủ và Bộ Công Thương sớm xây dựng các quy chuẩn, quy định liên quan đến điện gió. Trước đó, vẫn theo AFA, hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Chư Pư đã làm đơn khiếu nại tập thể, gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu giải quyết đền bù hỗ trợ thiệt hại tại dự án điện gió Ia Lê trước khi vận hành. Theo nội dung đơn khiếu nại, người dân cho rằng hiện nay dự án điện gió Ia Lê do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, gồm 28 trụ điện gió công suất 100 MW đã thi công xong nhưng chưa tiến hành đền bù khi đi qua đất nông nghiệp của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nhà máy điện gió Ia Lê 1 dân chặn xe đòi đền bù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để cho người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d